Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức ở tại một cái thành phố ngoại ô của Cleveland, thành phố tên là Elyria, tiểu bang Ohio. Bây giờ đó, có một gia đình họ tố là cảnh sát đã trong lúc mà muốn xông vào nhà để bắt nghi phạm đã làm bị thương đứa con trai 17 tháng tuổi của gia đình. Thì bây giờ đây là cái hình ảnh bé trai nằm ở trong bệnh viện mà phía gia đình đưa ra. Thì bà Courtney Price là mẹ của bé trai này kể, thứ tư tuần trước đó, ngày 9 Tây Tháng Giêng, cảnh sát họ có lệnh bắt giữ, nhưng mà giống như là họ tới trước cửa, họ chỉ la lên là cảnh sát mở cửa, thì giống như người trong nhà họ nói họ không biết chuyện gì hết, họ chưa kịp mở. Thế là hình ảnh, đây là hình ảnh từ cái camera của nhà hàng xóm quay được, là khi mà có lệnh bắt giữ rồi, với lại chắc cảnh sát họ thấy trong cái chuyện này là nghi phạm có thể bỏ trốn, cho nên họ không có chờ, ngay lập tức họ dùng mấy cái cây của cảnh sát đó, họ đập bể cái cửa chính, và cùng lúc đó họ bắn vào những cái flashbang để mà bắn bể cửa sổ chẳng hạn. Thì bây giờ bà Courtney Price bả tố là ở trong nhà đó, con trai của bả nằm ở trên cái giường kê sát ngay cái cửa sổ, cho nên khi mà cảnh sát bắn vào như vậy đó, thì những cái mảnh vỡ của kính đã văng trúng đứa bé, rồi chưa kể là mấy cái đạn khói như vậy thì có chemical vân vân, thì đứa nhỏ nó hít vào. Thì bà nói là trong bây giờ sau khi mà cảnh sát đi đó, mấy ngày sau bà phải cho con nhập viện, và bây giờ bà muốn kiện cái sở cảnh sát này. Trong khi đó thì bây giờ phía cảnh sát đó, xin lỗi quý vị còn thiếu một chi tiết, đó là bà nói là và trước cái vụ mà đột kích này đó, là trong gần một năm qua bà nói là cảnh sát cứ liên tục đến nhà của bà tìm một cái nghi phạm nào đó, mà bà tại lúc đó họ không có lệnh bắt giữ, cho nên là căn nhà họ bà không cho vào lục soát, thì cảnh sát cứ nói là họ đang muốn bắt một cái kẻ tình nghi là đã thực hiện nhiều cái vụ đột nhập vào nhà ở xung quanh rồi cướp của, mà nghi phạm này là một người trẻ dưới 18 tuổi. Cảnh sát cứ tới căn nhà của bà này, thì bây giờ không biết là có hay không, chúng ta không biết. Bà thì nói là không, cảnh sát thì họ nói là có, cho đến thứ tư tuần trước thì họ nói là cuối cùng chắc phải có bằng chứng gì đó họ mới xin được cái lệnh bắt giữ, họ xông vào cái căn nhà này. Thì bây giờ quay trở lại cái chuyện của sở cảnh sát, họ nói là phía thứ nhất cảnh sát nói họ không hề bắn vào cái cửa sổ này, mà họ chỉ đập bể cái cửa chính mà thôi, và khi mà họ xông vào đó thì ngay lập tức họ bắt giữ những cái người ở trong căn nhà. Thì họ nói họ xác nhận là có bà Courtney Price, và họ nói là có đứa bé 17 tháng tuổi, nhưng mà lúc đó cảnh sát nói là trong cái report đó rõ ràng đứa nhỏ không có bị gì hết, và khi mà ẵm đứa nhỏ ra đó là người không có bị xây xác, và những người cảnh sát họ cũng hỏi bà là có cần thiết giống như cần đem con vào bệnh viện hay không, bởi vì cảnh sát thấy không có gì hết. Thì lúc đó cảnh sát nói là bà nói không sao hết, nhưng mà không hiểu bây giờ bằng cách nào đó mà mấy ngày sau đó thì bà lại ôm đứa nhỏ nhập viện, và bà tố là có những cái vết trầy xước do kính vỡ văng ra. Thì cảnh sát sở cảnh sát Elyria họ nói là bây giờ bà tố như vậy thì họ sẽ mở một cái cuộc điều tra nội bộ, đương nhiên họ phải thu thập bằng chứng để cho thấy là cảnh sát không có làm cái chuyện mà bây giờ gia đình này tố. Tối qua Thảo Yến có xem thi Hoa hậu Hoa Kỳ không? Em không. Chúng tôi không biết gì hết. Đúng là YouTube với lại những tin tức khác nó làm
bao trùm hết. Mình chỉ ngồi xem mà cũng... Lúc đó thì đang diễn ra cho nên tin tức nó đâu có hiện lên đâu. Mãi cho đến sáng ngày hôm nay, tức là tối hôm qua sau ở tại Orlando, Florida đang diễn ra kỳ thi Hoa hậu. Có trên truyền hình, nhưng mà bởi vì mình không... Thật sự mà nói với cái tình hình hiện nay, xem truyền hình mà có quảng cáo nhiều á, cũng mệt mỏi và mà. Cho nên đó lý do nhiều người không có xem. Tôi thì xem tin tức đâu có để ý gì đâu. Sáng nay vào thì với một cái tựa đề rất lớn, trong lịch sử Hoa hậu Hoa Kỳ lần đầu tiên có một sĩ quan không quân tại ngũ, Madison Marsh. Và đây là hình ảnh của cô sĩ quan quân đội Hoa Kỳ rất là xinh đẹp, mà lại đạt phương miện Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta thấy nhiều thiếu nữ, phụ nữ Mỹ đó rất là nam tính. Thì cô cho biết là mẹ của cô bị qua đời vì ung thư tuyến tụy, rồi trong gia đình cũng có người phục vụ ở quân ngũ. Thì cô thấy rằng là cái chuyện mà mình, cô thích những cái gì mà những người thành công, đặc biệt là ngành khoa học, đạt được. Và từ đó về cái nam tính đó, thưa quý vị, cho nên cô học hiện nay đó là nghiên cứu sinh của Harvard Kennedy. Rồi theo học ngành vật lý, rồi đồng thời cũng nhập ngũ mà lại mê lái máy bay. Cho nên vì cái niềm đam mê đó mà thành công, mà đâu có đơn giản là muốn vào quân đội mà trở thành phi công đâu. Lái máy bay chiến đấu cơ mới ghê tới chứ quý vị. Với cái nụ cười rất là xinh đẹp, trẻ tuổi tài cao. Nhưng mà bởi vì được bạn bè gia đình khuyến khích, mày xinh quá, thì tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa Kỳ đâu, biết đâu đó, được học bổng. Bởi vì cô ngoài cái chuyện mà là phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng mà một người rất là yêu nước và yêu trẻ em, cho nên chính cô cũng muốn lập một cái quỹ học bổng, quỹ giáo dục cho trẻ em nữa. Và với cái chiến thắng vô cùng độc đáo tối ngày hôm qua, thì mọi người cũng trông đợi, bởi vì thực sự, thưa quý vị, có một những cái hình ảnh á, cô đây. Nhìn một bên á, thì thấy rằng, ô, một thiếu nữ yêu kiều hả, làm sĩ quan phi công Hoa Kỳ. Nhưng mà khi cô nghĩa là tháo bỏ cái bộ quân phục đi đó, thì lại trở thành một người mẫu rất là đẹp. Đây, những cái hình ảnh của người mẫu mà gọi là Miss Academy nữa, cũng đã đạt được những cái thành tựu trong lúc mình là sinh viên. Cho nên ngày hôm qua kết quả kỳ thi, những ai mà được Hoa hậu Hoa Kỳ đó thì được tặng 60.000 Mỹ Kim học bổng. Thì cô thì cũng đã thành đạt rồi, cho nên cô sẽ sử dụng 60.000 Mỹ Kim này lập ra một cái quỹ giáo dục riêng cho mình. Thì họ nói rằng những người khán giả, những người tham gia và các mạnh thường quân, trong đó kể cả các thân chủ quảng cáo nữa, đóng góp vào các chương trình như là Miss America đó, hàng năm á, là đóng góp vào các quỹ giáo dục. Bởi vì các cô thường đó phải chứng minh ngoài cá nhân mình là một người đóng góp giúp ích cho xã hội, còn có những cái hoạt động cộng đồng nữa. Và đó là một trong những yếu tố cho nên đôi khi chúng ta nhìn thấy những hoa hậu của Hoa Kỳ đó, mình so sánh, ô, mấy cái cô kia đẹp hơn nhiều, tại sao không được hoa hậu? Bởi vì một trong những cái điểm chấm lại là những cái ưu tú của một cá nhân đóng góp cho xã hội. Và đó là lý do ngày hôm qua một lần nữa kỳ thi Hoa hậu Hoa Kỳ tuyên bố là họ đã đóng góp rất nhiều số tiền vào cho các quỹ giáo dục, từ các trường tiểu học đến các trường trung học. Một lần nữa chúc mừng cho Madison Marsh. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì cô có trang riêng rồi. Ngày hôm nay thì cả quân đội Hoa Kỳ không quân, các đồng ngũ của cô chúc mừng những người bạn sinh viên. Hiện nay cô là nghiên cứu sinh của Harvard Kennedy. Và thưa quý vị, chắc vào cách đây 5-7 năm, quý vị cũng nhớ là một cái vụ án ở Áo đã gây chấn động thế giới, khi mà cái tay Joseph Fritz, kẻ đã cầm tù chính con gái ruột của mình và bắt cô làm nô lệ tình dục suốt 24 năm đó, bị bắt, và khi đó y bị phán án tù chung thân. Thế nhưng vào tuần này đó, tin tức từ nhà tù ở Áo cho biết y đang trong cái quá trình
nộp đơn xin được parole, mà bây giờ nó đang gây giống như là cộng đồng ở cái thành phố mà Y sống đó, họ đang phản đối, không muốn cho Y được thả sớm ra. Thì xin nhắc lại thưa quý vị, Joseph Fritzl vào năm 2009 đó, bị bắt bởi vì cô con gái Elizabeth bị Y giống như là cầm tù suốt 24 năm, cô đã thoát ra được và đi cầu cứu. Thì sau đó thế giới mới phát hiện một cái vụ án chấn động như vậy. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị được theo dõi.